chuẩn bị công việc rồi, chuẩn bị sẵn như này mình xuống là vừa đẹp. Cảm ơn thế mình ra. Cảm ơn mà. Mama. Bon dia. Bon dia. Tôi đâu anh mama? Cảm ơn. Ok mama. Yeah. Hey. Bon dia, bon dia. Aquí yo, sobrino Martín. Sí. Lali, oh, Lali, Lali. No mi Lali. No mi Lali. Tabo. No, vos no sabes hablar mucho bien portugués. Sí, mamá, le voy a decir la. Nos estamos más ahí, comunidad de Martín. Sobre nhiều Martin vi vào Luanda cùng Ido Mao. Vai casa Martin Basia. Cùng Kerry vai aqui cumprimenta tudo mama. Tá bom. Tá bom. Mama tá fazendo o quê? Tá guardado. Ah, tá guardado, bom. Sim. Tá bom para meter aí. Tá bom. Hoje, trabalho hoje. Tio da boa reboca. Atrás casa sala. Martin fazer sal com tio Cico. Ok? Com tudo jovo e DVD. Outro fazer com tio, outro fazer com Martin. Mamá, outro mamá também azura massa. Outro mamá DVD adobo. Aqui, sobrinho Martin, compra fal com sumo. Pega mamá com criança. Tempo, agora vai para minha. Tempo de cansa, depois vai comer. Tá bom, lá? Agora Martina guarda, caro. Tem um dica ansa de boi vai comer. Vamos lá. Agora mamãe vai estar onde? Ah, boa vida, massa. José. Físico. E tá aí, Kanye? Tchau, Martin. Tchau. Sobrinho Martin. Nome igual Martin. Nome igual Martin, Vietnam, então. Também. Papá, tá virando massa, hein? Tá virando massa. Hoje fazer sal. Tá bem. Outro vida fazer ali. Tá bem, tá bom. Tem boca. Yeah. Tá bom. E obrigado. Nani, nome. Ah, nome? É, Nani. 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 Tá bem. Yeah. Sobrinho Martins. Sobrinho. Quantos anos? Tchau, bom, doutor, hein? Dia 8. 18. 18 anos. Tá bem, jovem. Tá bom. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Huy Khánh Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Buổi sáng ngày hôm nay thì là Huy Khánh đến bản nàng 16 hộ, bản nàng Hoa Hồng. Chả nhẽ ngày hôm nay là cũng đã sẽ trao món quà là đèn phát sáng năng lượng mặt trời của Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đã trao tặng gửi cho Huy Khánh để mang xuống để trao cho bà con. Nhưng cái món quà của bên đại sứ quán ấy thì là cần phải lãnh đạo địa phương cần phải biết, bởi vì người đứng đầu đại sứ quán là chú đại sứ Dương Chính Chức thì là cũng đã trao quà cho Huy Khánh, và Khánh muốn là khi mà đại sứ nước mình trao quà cho bà con bản nàng 16 hộ và trao quà cho xã U Quờ đấy, thì là Khánh muốn có sự hiện diện của chị Lucia, là chị chủ tịch xã. Thì qua 1-2 hôm thì là chị Lucia sắp xếp được công việc, và qua bản nàng Hoa Hồng, bản nàng 16 hộ thì là Khánh sẽ mang đèn xuống để trao cho bà con. Còn công việc ngày hôm nay thì là Khánh sắp xếp cho mọi người là bây giờ thì Khánh cùng với các chú với các bạn thanh niên là sẽ náng cái lền này và chát toàn bộ cái lền của móng nhà thứ 6, và sắp xếp cho công việc cho chú với cả cũng chia đôi các bạn thanh niên ra để một số là sẽ chát cái nhà cộng đồng là theo những cái lời căn dặn của chú đại sứ dành cho Huy Khánh, là Khánh làm sao mà hoàn thiện nhanh nhất có thể cái nhà cộng đồng và sơn hai lá cờ tổ quốc của Angola và của Việt Nam, để khi mà bạn bè hay là mọi người có đến tham quan bản nàn thì là mọi người cũng sẽ biết được là mình đang làm cái gì ở đây. Và chú cũng có dặn thêm Huy Khánh là làm cái bản thiết kế, cũng như là hôm trước là chú đại sứ xuống thăm bản ấy, thì là Khánh sẽ sắp xếp công việc làm sao hợp lý. Ngày 1, ngày 2 thì là Khánh sẽ hàn khung sắt, xong là sẽ in bạt, là sẽ dựng ra ngoài kia để cho mọi người qua lại có thể biết đến đây là ngôi làng Việt Nam. Và Khánh cũng sẽ sắp xếp công việc để làm sao mà nói chuyện với chị Lucia là để cho chị là cho mình có thể xin ở bên trên để cho mình lấy cái tên là làng Việt Nam. Khánh cũng đã trao đổi với chú đại sứ rồi và mình cần phải hỏi ý kiến của chính quyền. Và bây giờ thì là quý vị khán giả cùng theo dõi video thì Khánh bắt đầu công việc. Tạm bông, tí xin cô, bất đề vi đá. Và ngày hôm nay là có cháu của Khánh cũng tên là Khánh. Thì là cháu, con anh trai của Khánh đã mới sang sống ở Luanda, thì hôm nay cháu muốn xuống thăm bà con mấy chơi với các em nhỏ. Quay lại chào quý vị khán giả. Tao ơi, thế thì
đi ra đây xem các mama như nào. Bố ơi, cứ cho mọi người đảo vữa đi nhá. Tạ bố mama. Mùi tùa đồ bữa. Mùi tùa ngon. Mùi tùa ngon. Tem bù bố đô xì mù xe man à. Mà tìm bố đề phát ra ca bố của Aki á. Để bố mama bố đề phát ra Ado bố nanh xì ma sao. Để bố Ado mai bố ly tủ. Nó bố đất sẽ phát ra mai a xì nhá. Xin mai bù ly tù. Đây là Khánh vừa mới bảo bà con là thời gian tới là Khánh sẽ làm cái móng của cái trường học này. Và để đóng gạch cho nó vuông vắn để cho không bị phải đẽo như này nữa. Là mình cái trên cái nền đất này nó gập gồ thì là đẽo như này rất là mất thời gian. Và Khánh cũng sẽ triển khai kế hoạch làm sao mà làm nhanh nhất là những cái móng nhà còn lại. Và cũng có một cái như ngày xưa Khánh tính ấy. Thì cũng như một số quý vị khán giả đóng góp ý kiến cho quý Khánh ấy là có thể là mình cuốc đất ở đây. Cuốc đất ở đây xong là mình chở xe ra đầu đằng kia. Khi mà mình làm được dàn trải tất cả các móng nhà rồi thì là mình có thể chở xe rùa cho mọi người tập kết là 1-2 hôm. Tập kết hết tất cả các chân móng xong mình đổ và mình đóng gạch ở trên nền móng nhà luôn. Và Khánh thấy những cái đóng góp ý kiến của quý vị khán giả là rất là hữu ích. Thì là Khánh rất là... Nói chung là Khánh sẽ cập nhật và sẽ nói chung là lắng nghe quý vị khán giả để làm như vậy hợp lý hơn và tốc độ triển khai công việc sẽ nhanh hơn. Thì bây giờ là Khánh sẽ đi sắp xếp công việc đi một vòng. Khánh làm cho ẩm ẩm qua một chút, mọi người đầm chắc rồi. Bây giờ là Khánh bắt đầu láng lên, chia là mấy tốp thợ, chú gì nè, đi chat nhà cộng đồng, mấy cả Flavio Jose. Còn đâu là Khánh ở đây thì là cùng với các ba các chú nè, láng cái lèn này mấy cả chat chân móng. Các mama thì vận chuyển gạch rồi, một số mama vậy là không có sức khỏe thì là đi xuống cánh đồng để đậy cỏ các gốc cây. Quý vị khán giả cổ vũ cho team Huy Khánh nhá. Ok, mama Fazi qua là mặt tin á. Mát xa mặt tin aki. Đấy, Khánh đi san cho chú nhá. Không cần san dày đâu, cái lớp này là chỉ là cần để cho nó sạch lên ấy. Và nó phủ lên thôi. Không cần phải dày. Sau này là chú lên tường xong mới láng lên sau. Lớp này để chống mưa gió thôi. Mấy cả mình làm vữa viết các thứ cho nó sạch sẽ. Ở Việt Nam mình thì cái lớp này là mình cũng sẽ đổ dày luôn đấy. Nhưng bên này thì là... Nói chung là nhà gạch đất mấy cả mình làm này là cẩn thận lắm rồi. Bình thường ra người ta không phải tốn mấy bao xi để đi náng nền như này. Sau này người ta làm một lần thôi nhưng mình làm thì cẩn thận. Huy Khánh là làm nhà nào cũng giống nhà nào, quý vị khán giả xem từ đầu đến giờ đấy ạ. Làm như này thì mùa mưa cũng không ngại luôn. Náng qua một lớp mỏng như này cũng không cần phải thăng bằng. Sau này mình náng lên đánh bóng thì là thăng bằng sau. Mọi lần láng cái lần này là hai chú cháu làm. Người cào, người xoa, người cán thì nó sẽ nhanh hơn. Nhưng giờ mình muốn đẩy nhanh công việc là mình phải chia ra các bạn, cho nó được nhiều việc. Tốc độ công việc đẩy cho nó nhanh. Chứ tập trung vào một chỗ thì thôi, cố gắng lên một tí, mỗi người một tí cho nó được đẩy nhanh tiến độ. Massa, để Khánh đùn luôn cái xe đấy cháu. Khánh muốn làm nhanh cái bản thiết kế với chat nhà cộng đồng. Xong là Khánh sẽ đón đoàn khách tiếp theo. Đây là hội người Việt Nam tại Angola và hội doanh nghiệp Việt Nam tại Angola. Thì là các bác cô chú cũng sẽ qua thăm bản. Hy vọng là Khánh sẽ xin được cái tên nàng Việt Nam để
đặt tên cho bản làng để ra một cái tên đẹp được sự đồng ý nhất trí của chính quyền địa phương. Cũng có rất nhiều quý vị khán giả tham vấn cho Huy Khánh là nên đặt tên làng như thế nào. Nhưng qua trao đổi với đại sứ thì là đại sứ bảo là cái tên càng ngắn càng tốt, càng dễ nhớ càng tốt. Thì là nhưng mình phải xin phép. Nên là Khánh sẽ làm theo lời đại sứ, là Khánh sẽ đi xin phép. Hy vọng là lấy được cái tên làng Việt Nam thì nó ý nghĩa và đẹp quá. Trời lại bắt đầu oi rồi đấy các bạn. Đi cả một lúc là đã oi rồi. Ủng trên xe quá đấy cháu ơi. Tiến sĩ cô, phải du đàm mặt tin á. Đi cà từ đầu đến kia là thở các bạn. Nâu không làm ấy, kiểu đi cào vữa này á, nó lặng. Khánh toàn làm kỹ thuật. Tiến sĩ cô, á du đà. Hả? Nghỉ lấy sức tí để tí Khánh còn cán. Đi qua lẻ nó mua tủ grosso tao không để cháu cứ đổ cho chú đi cào nhá, để chú ra xem ông Vũ xem mấy cả mấy bạn thanh niên chất thế nào, để Khánh ra xem mọi người là chát thế nào. Khánh bảo chú là chát cái bức đằng sau này, hôm nay chia người ra như này thì chát cái bức nhỏ ai thôi, còn bức to này là phải tập trung một phát ăn luôn. Ai xong chưa nghỉ thôi nhá. Flavio, rõ rồi. Canh canh nhà cá ba đi can xả ta bông. Ta bông. Hả? Con cốt cho Khánh bảo mọi người là ai chat xong trước thì nghỉ. Cái này mình sắp xếp ra trong vài ngày để hoàn thiện ngoan cái nhà cộng đồng này được sơn bộ. Đấy hôm qua chú đại sứ cũng bảo rồi, sơn cờ nhanh vào. Để cho người ta mình không phải là thế này thế kia đâu, nhưng cũng cần phải mọi người phải biết đến là ngôi làng Việt Nam bố. Mà nó cũng đúng mà. Chứ mình làm ở đây là mình chỉ nói là ngôi làng Việt Nam thôi, chứ không có cái gì thể hiện là đây là ngôi làng Việt Nam cả, đúng không? Giờ người ta đi qua người ta cũng chả biết gì. Người ta đi qua người lạ người ta có biết gì đây là làm cái gì đâu. Đúng rồi. Người ta chỉ là nghĩ công trình của bản thôi. Rebo Cabulito à. Bây giờ là các bạn thanh niên là cũng biết vào vữa, quay nói chung là cũng chưa phải giỏi đâu, nhưng các bạn ấy cũng cứ nhúc nhắc là các bạn ấy vào, Khánh cứ đào tạo dần. Bố đây có gì bảo các bạn ấy nhá. Rồi ok. Con cho chú Siku đây, cào vữa được một nửa mệt. Cho chú Siku cho cào ổ tí. Để tí ra cán. Mọi lần có hai bố con còn san sẻ. Hôm chia ra này hợp lý hơn bố. Đúng rồi. Công việc nó được đẩy nhanh hơn. Dồn hết vào một chỗ nó có được việc đâu. Vâng. Thôi được rồi. Tôi muốn làm nhá. Ok. Phát ra bay nhá, Jose Maro. Phát làm đều. Tao bông. Bố ơi, cứ vào đấy, đến lúc cán thì gióng ngon lành xong là cho mọi người nghỉ giải lao nhá. Ok. Bố nhá. Ok ok. Vâng. Bây giờ là Khánh lại ra làm tiếp. Bắt đầu cán dần rồi. Hôm nay có cháu Khánh xuống chơi nữa. Đùn xe rùa cho bà con là lao động cho nó khỏe. Thanh niên hoài. Tiếp bao là Agua Agua. Agua kia tiếp bao là. Cái này Khánh cũng không cần quá bằng, mình chỉ gạt qua để mình lấy nó mình xoa thôi. Xin bắt sao Agua. Bắt sao tôi được Agua. Gạt qua để mình xoa cho nó tương đối phẳng, còn không cần phải thăng bằng. Sau này đánh bóng mới cần.
Phi sinh cố á rút à? Bước cao được, tiếp đây. Mà tiêu sinh cố, để cho chú làm nào. Tiêu sinh cố, phát rơi, phát rơi. Thử đi cá này nào. Ê, phát rơi, phát rơi. Tà bông. Đúng rồi. Ok. Để Khánh đi Khánh hợt để cho chú đi. Tranh thủ mình đào tạo chú đây cho chú biết cán. Tá bông, tá bông, bắt xa, bắt xa. À kia mà tí mốt ra, tí xí cổ, phát ra xì. À kia, đây quà. Bởi đi mẹ, bởi đi mẹ, à xì. Tá bông. Má rồi cô ta mình về. Ô đi à kì, bởi đi mẹ bắt xa xì nhá. Để bôi à xì. Tá bông. À xì nhé. À xì. Để bôi à xì. Em tới đây. A xin, phát ra dích đồn đủ. A xin, a xin, a xin. Tá bông? Tá bông. Đập bút xà. Út tìm một bút xà a xin. Em tới đây. Ok. Y qua đi. Phát ra y được qua. Phát ra y được qua. Y được qua. Đập bút, a kì ra y được qua. Đập bút, a xin. Tá bông? Tá bông. Ok, phát ra. Chú biết làm cái gì là Khánh nhà cái đấy. Ui. Cố lên nhá. Khánh thích nhất là sau này là mọi người ra biết nghề. Xong đã có nhà cửa ổn định rồi. Hàng xóm láng giềng người ta bảo làm nhà là mọi người trong bản là bảo nhau đi nhận việc, đi xây nhà. Thì đấy là cái thành công các bạn. Cái nghề nó sẽ mang đến cái đồng tiền và sẽ thoát đói nghèo cho bà con. Không bao giờ sợ đói được. Tao bỏ mặt tít tít ra. À kia, kia ta bê ra rồi. Tạm mấy tụi bê ra rồi. Ok, mà tít ta ra xin. Đấy. Đấy, quý vị khán giả nhìn chú cán có đẹp không ạ? Quá đẹp chứ ạ? Tít xin cụ tâm không? Dạ. Đây là cán không cần mặt phẳng, đây là cán vo này là ok. À kia, à kia, à kia. Bây giờ cán mặt phẳng thì Khánh sẽ phải hướng dẫn kỹ hơn, là cán theo mốc. Còn giờ cán này, cán... cán thì thích cán nào cán chứ không không để gọi là quá gập gồ là được. Tao bông bắt sơ. Nên là lên nhà này có Khánh kể gặp trời mưa cũng chả sợ. Sao là gạch mình xây bằng xi măng, được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân hỗ trợ xi măng cát, mình xây là quá đảm bảo luôn, không phải suy nghĩ luôn. Quý vị khán giả cổ vũ Khánh nhá. Cổ vũ quả làm mười mấy cái móng cho nó xong luôn. Ok, tao bông ba. Để Khánh cho chú xịt củ lên xoa, tất cả ba đi xoa luôn. Để sau này là mình làm móng nhiều thì mọi người cho mọi người tự láng luôn. Để Khánh đi làm những cái phần việc khó thôi. Còn những cái phần nạ cán đảo vữa đổ vào như này mới cán mới xoa như này thì nó dễ quá. Phải đào tạo nhanh để cho mọi người biết làm. Tao bông, bulito. Để bôi pha dê mua tụ cabo của tiêu si của cùng ba pha dê as igual lấy á. Tá bông. Để bôi aki tờ loa nhiều nâu mặc tin. Tá bông. Mama agua agua. Te falaba ya no se podía encontrar ya su cerdo. Sí, tá bom. Ya no ya perdemos ya. Để bôi mặc tin nâu pha dê mai asi mặc tin vai pha dê can tù. Pha dê sáp bà, tá bông. Khánh bảo mọi người là biết làm thì các ba mọi người làm. Sáng Khánh đi làm chát góc mới cả nằm mái. Giờ mọi người cũng bắt đầu gọi là biết chát rồi. Còn chưa cán nữa thôi, phải đào tạo thêm. Agua, agua. Sắp xong rồi. Công việc đẩy nhanh tiến độ. Hết công suất các bạn.
làm cùng với bà con như thế này, xong là thi thoảng có những buổi là chị chủ tịch chị có mời Khánh đi tham quan các bản, hay là trong thời gian tới là mình có thể triển khai trước một số dự án nước sạch hỗ trợ bà con. Thì là Khánh cũng rất cần những cái buổi như vậy để mình hiểu thêm về các bản làng, nơi nào khó khăn quá, nơi nào bình thường giúp sau, nơi nào cần sự giúp đỡ trước. Còn đâu biết rằng là Khánh ít người ấy, thì trong thời gian tới là Khánh cũng sẽ cập nhật thêm thành viên. Bởi vì chỉ có hai chú cháu thì nó rất là vất vả. Nên là một số quý vị khán giả nó lo lắng cho Huy Khánh là không có người thì đã đừng có hứa hẹn nhiều. Khánh vẫn biết điều đấy chứ các bác. Mình phải tính được việc của mình chứ. Cái việc ở bản làng này, này sang năm hoàn thành dự án là đây là kim chỉ nam của Khánh rồi. Nên Khánh làm gì Khánh cũng sẽ tính, chứ không thể để hỏng cái việc ở đây được ạ. Và chú đại sứ bên đại sứ quán cũng rất là kỳ vọng, và quý vị khán giả rất là kỳ vọng vào Huy Khánh là làm sao mà hoàn thành đúng tiến độ để bà con có cái nhà cái cửa. Lại trong cái tình trạng bà con ốm đau như thế này nên là Khánh cũng phải tính toán. Còn mọi người cũng không sợ là Khánh là bị chị chủ tịch xã là dắt mũi đâu. Đấy là quan hệ các bạn, có đi có lại. Khánh quan hệ tốt với chị đấy thì là sau này bản làng cũng sẽ được lợi rất là nhiều, cũng sẽ nhận được những sự ưu ái, những sự giúp đỡ của chị đấy, hay là các lãnh đạo ở trên huyện. Cuộc sống là mỗi người giúp nhau một tí các bạn, thì là cuộc sống nó mới tươi đẹp. Người có giúp người khó một chút, cũng như là các quý vị mạnh thường quân gửi tiền cho Huy Khánh cũng thế thôi, để hỗ trợ bà con nghèo, mình san sẻ yêu thương. Nên là Khánh làm sao mà, đấy là trong cái mối quan hệ là Khánh cứ quan hệ tốt với tất cả mọi người, để hy vọng rằng là mọi sự là tốt đẹp. Ta bô Fasi nè tisi cô. Ok. Otro, Martin continua fazer muito cabo cổ tiêu cùng ba ba fazer igual đấy á. Đây quý vị khán giả có thể nhìn toàn cảnh ạ. Đây. Khánh với chú xin của mấy ba ba là ấy xong rồi. Nắng đèn xong rồi. Thế bây giờ là để cho chú với cả ba ba đi chat xung quanh chân. Tá bom, tiêu pha xe á, mà tiêu vai Ali ra bô cả. Tá bom, mamá. Tá bom. 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 É, vamos comer. Gostou muito? Gostou, né? Sim. Tá bom. Tu này giờ bế theo hả? Tá bom. Tá bom. Tá bom, gostou? Yeah. Tá bom, tá bom. Sumo, sumo. Oi, oi, oi. Tá bom. Tá bom. Se tu falta, mete. Tá bom? Aqui também, hein? Tá bom. Aumenta, fecha. Aqui pro carro.
Baba, tira tudo massa, José. Tira tudo massa, vira. Ok? Đây, đây, đây. Xong rồi còn đoạn chân dưới thì đoạn này nó hơi ướt thì là để lại một lát nữa nó khô là xong. Đấy, quý vị khán giả xem Khánh ra đây chợ giúp chú thì hơn tiếng đồng hồ. Hai chú cháu và mấy bạn thanh niên chát xong bữa đằng sau rồi, còn các mép cửa này thì là bữa sau Khánh sẽ làm. Bây giờ là Khánh ra xem mọi người là chát ở cái kia thì chú Sì Cù cũng xong cũng ra đây hỗ trợ nữa. Thì bố cho mọi người dọn dẹp nhá, xong là ráo mác cho gọn vào, ráo có để ở đây thôi. Đây móng đây Khánh cho chú Sì Cù với cả ba ba với cả ma đầu cù chát đây. Đấy mọi người cũng ngon lành hết rồi. Đẹp luôn. Đấy quý vị khán giả rồi xem ạ. Đấy như thế này thì còn sợ gì trời mưa nữa ạ. Đấy kể cả đây giờ là có nào mùa mưa mình cũng không phải phải lo lắng gì luôn ạ. Bên này cũng thế ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy còn đâu là hàng trên là các bạn ấy vuốt vào như này thì là mình lại xây tường lên thì không sao. Đấy, mình đây là cơ bản của một cái móng. Và thời gian tới là Khánh sẽ làm tất cả các móng nhà là đều chuẩn bị sẵn như thế này để cho bà con là đóng gạch ở trên những cái lề như này luôn. Còn bây giờ thì muộn rồi, là Khánh cho bà con dọn dẹp rồi nghỉ ngơi. Các mama này vẫn đang túc tắc là đang vận chuyển gạch ra đây để sắp xếp để xây. Thì là các bác cô chú anh chị đã xem video clip của Huy Khánh ngày hôm nay thì thấy clip hay và ý nghĩa thì là ủng hộ Huy Khánh cùng bà con trong bản cho Huy Khánh một lượt like, một lượt share và một lượt đăng ký kênh Huy Khánh Vlog Cuộc Sống Châu Phi. Khánh cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bà con cùng team Huy Khánh là cố gắng mỗi ngày và có những cái ý tưởng mới nào thì là quý vị khán giả cứ comment ở dưới bình luận thì là để Khánh về nhà Khánh sẽ đọc và Khánh sẽ cập nhật làm sao mà để hỗ trợ được bà con được tốt nhất. Còn bây giờ thì là muộn rồi, Khánh xin chào mọi người. Xin chào.